Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của Mua Nhà Mua Đất Nha Trang. Như thường lệ, mình là Hoàng Giang, chuyên gia tư vấn lĩnh vực bất động sản. Thì tiếp nối các chủ đề về bất động sản thì hôm nay mình xin chia sẻ một chủ đề dành cho các nhà đầu tư. Với mô hình bất động sản nghỉ dưỡng thì chúng ta cần nắm được 4 nguyên tắc vàng khi đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng. Một bất động sản tốt thì bao gồm những yếu tố như thứ nhất là vị trí này, thứ hai là chủ đầu tư, thứ ba về mặt pháp lý, thứ tư là đơn vị vận hành. Thì chúng ta cùng đi vào chi tiết của từng quy tắc nhé. Quy tắc đầu tiên là về vị trí. Vị trí là một trong những điểm mà đóng vai trò then chốt nhất của một bất động sản hướng tới nó thành công hay không. Thì các bất động sản nghỉ dưỡng hoặc là condotel thì được đặt vị trí ở các thành phố lớn này, nơi có những cái danh lam thắng cảnh đẹp này, có những bãi biển đẹp và sầm uất. Thì ở Việt Nam thì có 3 thành phố lớn đang được chú trọng đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng và condotel rất là nhiều. Đó là thành phố Nha Trang, thành phố Đà Nẵng và cũng như thành phố Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh. Sau đó đến thứ hai, nguyên tắc thứ hai là chủ đầu tư. Thì khi tìm hiểu về một dự án bất động sản á thì chúng ta phải xem xét xem chủ đầu tư này hiện tại đã làm những dự án nào tại Việt Nam rồi và các dự án đó đi vào vận hành như thế nào, có sinh lời cao cho những người đầu tư hay không, hoặc là dự án đó có đúng tiến độ hay có bị chậm trễ gì không. Đây là một trong những cái quy tắc cũng cực kỳ quan trọng trong 4 quy tắc. Quy tắc thứ ba là về mặt pháp lý. Thì nói chung tại Việt Nam thì về mặt pháp lý cho condotel bất động sản dưỡng thì pháp luật chưa có một cái mô hình cụ thể cho cái loại hình này. Đấy, cho nên khi tìm hiểu về một dự án thì quý khách hàng nên tìm hiểu về xem dự án đã đủ điều kiện mở bán hay chưa, cái phần móng đã làm xong hay chưa, hoặc dự án có thế chấp tranh chấp ở đâu hay không. Những cái này thì khi triển khai dự án thì chủ đầu tư đều phải show ra cho quý khách hàng xem. Đây là cái quy tắc thứ ba. Quy tắc thứ tư là đơn vị vận hành. Đây cũng là một trong những quy tắc cực kỳ quan trọng và không thể thiếu. Khi chúng ta có được một đơn vị vận hành tốt thì qua đó thì sẽ đảm bảo được cái khả năng lấp phòng đầy đủ trong năm của cái dự án đó, thì qua đó thì giúp các nhà đầu tư xoay vòng vốn và sinh lời cao được. Thì đơn vị vận hành thì phải đảm bảo là về mặt uy tín này và có kinh nghiệm trong khả năng vận hành condotel cũng như bất động sản nghỉ dưỡng. Thì trên đây là 4 quy tắc vàng, nghe thì đơn giản nhanh gọn nhưng cực kỳ quan trọng khi các nhà đầu tư bắt tay vào tìm hiểu một dự án và đầu tư bất động sản. Thì bài chia sẻ trên của mình để giúp các nhà đầu tư lựa chọn đúng dự án này, cũng như đầu tư dòng tiền đúng nơi đúng chỗ sinh lời tốt. Các bạn hãy comment những cái điều các bạn cảm thấy có nhận xét về video của mình ở dưới video này để giúp mình tiến bộ hơn trong các video sau, cũng như bấm nút đăng ký ngay dưới này để nhận được các video mới, các chủ đề mới của mình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.